nhà bà ba đè. Bà ù đó. Ờ Bình Hưng nè. Bà đi chưa? Bình Hưng đó, bà đi ngang đó rồi. Vậy đó bà tới để bà chở đi đó, bà rủ đi đó để bà đi đó. Rồi tới giờ có đi đâu? Đi ngang đó không? Dạ, mở bánh của mình bánh gói toàn là cuốn 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 vô thầm tới lúc vậy ổng đè cắt góc gì trơn hấp mình này đi gói mà gói mình lăn ra có ai vuốt gói lăn vô không không có vuốt như mình vậy nữa bà tư có lại cái chụp đẹp vuốt vô bánh được không trời trời ơi hấp xong quanh ba lớp rồi đấy ba lớp cái trong có nhiêu hấp xong cái bánh này còn nói út ha cái nằm ấy đứt chè bè mà nó không có sát nó không có góc ngạnh có cái dân dữ không kỳ á dân cứ giữ gói không đó mà vậy đó không cho bà sáu gói đâu bữa đó không cho bà sáu gói đó có bà sáu ở hồ bà sáu à chứ còn nghiệp bà sáu không có cho bà sáu gói đó mà dân cứ giữ gói còn là toàn nó cuốn không à hấp mà con thấy cái bánh rồi con đổ rồi ha xiếp cái bánh không hài lòng chứ bung người không rồi nó không có sáu bởi vì bảy không để không để gì á phải vuốt hờ gói phải vuốt đó thì vuốt xuống gói làm đô ba vế thì nó cái bánh nó gọn vỏ trong gì chân lắm hai đã chè bè nó gì chân thấy gì nó vuốt nó vuốt vậy nè hắt ra là cái bánh còn nguyên xi luôn út lăn đô ba vế bốn thì đéo lắm ba là vừa ba là vừa hả ba bốn thì cũng ba mà vuốt cái bánh có gốc rồi con hắt rồi đổ ra là im luôn cái bánh im ghê ăn vô ba cái nè một nè hai nè ba nè bốn cái lận để sao bảy trâu có hối bảy trâu có thúc liền có biết ngày này đi đám vậy biết không ở bển nó chọn lá quá chỗ ba còn lương minh mông sạch về là gói hai cái hộp đủ la luôn mà khỏi ăn đó con chạy như mua thêm một tí nữa gói nó còn biết dương như đẹp nó cho như vừa nhưng luôn rồi á năm cái dừa về nào xào có con kiến da đậu như đậu hà mốt gói để về ha để đu ba gói là đậu dừa có chị ba đu ba xào nhân